Huyền Trân, Tràng Quyển, tập 38. Quan lớn. Sao ta bảo tránh đường cho quan đi mà cứ ngồi lì đó? Đi không được, kỳ lắm. Không đi ta đánh. Đánh thì đánh, nhất quyết không đi. Lì này, chóc. Lì, chóc, vút. Đứa nào dám ném sình vào mặt ta? Cụ đứng dậy đi, kẻo bị đánh nữa. Ta không đứng dậy được. Cụ bị đau chân à? Để cháu cõng. Ta không nhờ, lanh chanh. Chóc. Cháu giúp cụ mà. Ta đã bảo ta không đứng được, đừng có nhiều chuyện. Nếu cụ bị đau chân, để cháu nó cõng cụ đi. Không có đau chân, nhưng không đứng được. Sao vậy ạ? Ta bị rách quần. Trời. Cháu có cách cho cụ đứng đây. Rồi, cụ đứng dậy, đi, an toàn. Cảm ơn, ta đi nhé. Mấy người nép sát vào lề cho quan đi. Quay lưng lại, không được nhìn quan. Chắc quan đẹp trai kinh khiếp lắm nên không cho ai nhìn. Bẩm quan, có thằng nhỏ dám xỉa xói quan. Đưa nó lại đây. Đi mày. Đùa có chút mà làm dữ. Quỳ xuống. Chú Lưu. Quỳnh. Mừng quá Quỳnh ơi. Chào thầy. Mắm, lúc nào mày cũng như con mắm. Như chú thôi, lúc nào cũng như cái Lưu. Hề hề, gặp nhau là cãi lộn ngay, vui ghê. Quân, dọn tiệc. Bẩm, dọn ở đâu ạ? Chung quanh toàn là bụi rậm. Dọn đại dưới đường cho ta. Mời, mời. Khỏi đợi mời, ăn từ nãy giờ. Chú đậu khoa nào mà làm quan vậy? Chú làm chức gì ạ? Chả đậu khoa nào, chả có chức gì rõ ràng. Số là sau khi cưới cô Liễu còn ông Phú Mạnh. Cô Liễu như cây đà ấy mà, nhớ không? Ông Phú Mạnh bỏ tiền mua một chức quan cho tôi. Bởi chẳng có bằng cấp gì, họ phong đại cho tôi một chức gọi là quan hoạn. Bậy. Họ gọi chung chung tôi là quan lớn. Chủ sướng nhất trên đời. Tự dưng được vợ giàu rồi được làm quan lớn. Sướng cái nỗi gì? Tao đang rầu vì cái quan lớn đây. Làm quan lớn mà rầu? Chưa hề nghe. Thật sự chú có cái rầu, cứ nói Quỳnh sẽ gỡ rối tơ lòng cho. Có một đoàn sứ nhà Thanh đi sang nước Xiêm. Vua Xiêm có dâng tặng cho vua Thanh một viên ngọc quý. Họ về đến vùng biển này thì bị bão táp đánh vào bờ. Không hiểu vì sao viên ngọc ấy bị mất. Họ cho là dân chúng ở đây lấy cắp. Họ vừa cho tiền vừa làm áp lực để quan huyện vùng này điều tra tìm người lấy ngọc. Quan huyện tìm không ra, cấp tấu về triều. Quan nào cũng sợ vụ này, tìm không ra thì có tội. Mà bảo tìm thì biết tìm ở đâu. Các quan đùn đẩy cay cho nhau mãi. Cuối cùng họ đẩy cho tao. Tao là quan lớn không rể, đành phải đi. Đi đường mà lòng tao cứ như mớ bồng bông, không biết làm thế nào. Sao chú đi nhanh vậy? Đi thuyền lớn, vừa xuống thuyền hôm qua. Quan huyện ở đây học cao hơn tao mà tìm chưa ra, sao tao tìm được? Để con tìm cho. Con đi theo chú làm lính hầu cho chú. Ý kiến mày hay đấy. Thôi mày làm quan luôn đi. Mày thay tao giải quyết công việc, tao khỏi tới huyện. Tới đấy gặp lão, rủi lão ra cào đối, chết. Cũng được, để con làm quan lớn luôn. Ăn cái thứ gì mà liều kinh khiếp. Lúc nhỏ có ăn mấy cái gan cột à. Các anh em, ta bị chứng cà lầm bẩm sinh tái phát. Ta không thể tiếp tục công việc. Đệ tử của ta sẽ thay ta làm việc đó. Anh em cứ xem cậu ấy là quan lớn. Cho mỗi người 2 đồng để không mách lẻo. Quan ơi, cái miệng còn tái mái dữ lắm. Cần phải thêm 2 đứa nữa nó mới chịu yên. Này, thêm 2 đồng này. cái miệng con cũng thế, nó giật giật cả ngày. Thôi cho mấy ông 4 đồng luôn được chưa? Hi hi, quan điệu quá. Đây, áo quần và công lệnh đây. Hi hi. Không được, vậy là biết quan lớn mặc áo bính ngay. Lính sửa lại cái áo. Được rồi, đẹp gái lắm. Mời quan lên ngựa. Tiếng bịch. Quan có biết cưỡi ngựa đâu. An toàn, khỏe. Bẩm có quan lớn từ kinh đến. Quan gì? Bẩm quan chỉ sừng là quan lớn, con không biết lớn bằng cái nia hay cái chậu ạ. Quan huyện đâu, sao không ra đón ta? Ấy chà, cứ theo dòng điều này thì chắc quan ấy phải lớn bằng cái ao. Có hạ quan, xin lỗi vì sự chậm trễ. Ta sẽ tâu lại chuyện này, vô lễ với quan trên. Quân mang trà mang trầu. Trà đủ rồi khỏi trầu, có bánh càng tốt. Chẳng hay quan đến có việc gì? Công lệnh đây, đọc đi sẽ rõ. À, quan đến vì vụ viên ngọc, hay quá. Nhưng quan là quan gì xin cho biết để tiện xưng hô? Bí mật quốc gia không tiết lộ, chỉ cần biết ta lớn hơn ông là được rồi. Dạ, quan lớn tha tội. Ai cho ông ngồi? Xin lỗi, đứng đây ạ. Sự việc thế nào nói ta nghe. Bẩm quan có rắc rối. Có người báo ngồi chợ đang chửi nhau khiếp lắm. Bà chủ hàng gà bị mất một con gà, không biết ai lấy, bà ấy chửi cả chợ. Bà ấy chửi một lát mỗi miệng sẽ nín thôi. Không mỏi đâu ạ. Bà ấy chửi từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa giảm chút nào. Để ta ra xem. Hí, ông quan này lanh chanh quá, đỡ ghê. Chửi kinh thật. Bà có biết ai lấy mà chửi? Tôi chửi cho đứa nào lấy phải trả lại mới thôi. Một người lấy mà bà chửi cả chợ, ta ghép bà vào tội chửi người vô cớ. Mỗi người tát bà ấy một cái. Bẩm quan tha cho bà ấy đi. Bà ấy già lẩm cẩm, chúng tôi không trách. Ta bảo tát, ai không tát ta tát người đó. Thế thì tát thôi. Pép. 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 Ôi cha, mày đánh gì kinh thế, đồ trời đánh. Quân bắt gã này. Chính người đánh cắp con gà. Quan đừng có vu oan à. Cả chợ ai cũng thông cảm cho cụ già, chỉ tát nhẹ cho có lệ. Đến phiên người, người tát một cái như trời giáng. Người đánh cắp con gà nên mới thấm thía lời bà ấy chửi hơn ai hết. Người có cảm tưởng là bà ấy chửi người nên mới giận như thế, đúng không? Không đúng. Quân lấy máy hạt thóc bỏ vào rốn hắn. Nhột nhột chơi kỳ à. Cho gà mổ thóc. Ê, nó mổ vào rốn tôi sao? Ta sẽ cho gà ăn đến khi nào ngươi chịu nhận tội. Mổ, khoan, tôi nhận. Con gà của bà đâu, trả mau. Ở dưới sạp rau của bà mẹo kìa. Trác, dám mang đồ ăn cắp nhét vào sạp tao. Ngày gì mà xui dữ vậy nhỉ? Bái phục, chỉ cần một mèo nhỏ mà hoàn phá một vụ án trong chớp mắt. Quan lớn mà, để tôi tường trình tiếp vụ viên ngọc. Thôi khỏi, nghe ông kể chán lắm. Học hành kiểu gì mà kể chuyện cứ như gà mắc xương. Ục ục. Đưa ta đến gặp mấy ông quan Tàu. Hoàng chánh sứ còn ngủ, xin đợi một lát. Giờ này mà còn ngủ, lười quá. Chắc quan lớn lắm nên xem quan chánh sứ không ra sao. Hừ, ngủ mà cái mỏ thấy ghét quá. Nước muối pha tí tiêu đây. Ác ác, chơi gì kỳ vậy? Bên Tàu lệ tể tướng. Ông là ai mà lớn lối thế? Quan lớn. Quan lớn gì có tí tẹo vậy? Đậu Trạng Nguyên năm 8 tuổi bảo sao không tí tẹo. Không tin. Vậy cho ông Cam La bên Tàu làm tể tướng đi sứ năm mấy tuổi? 12 tuổi. Tôi cũng thế, tuổi nhỏ tài cao. Tạm tin. Hoàng nói cho tôi nghe vụ Viên Ngọc đi. Nói với Hoàng huyện rồi, nói mãi mỏi miệng. Không nói thì thôi, đừng có đòi Viên Ngọc. Thì Hoàng này chắc mạng hỏa, nóng quá. Chuyện là thế này. Vua Xiêm có gửi biếu vua Đại Thành một viên ngọc quý. Nó sáng rực không thể giấu chỗ nào để không thấy ánh sáng của nó. Bởi thế nên nó rất khó cất, dễ bị ăn trộm. Ngọc ấy ngồi chợ bán thiếu gì? 1 đồng 2 hột. Nghiêm chỉnh à. Khi tàu bị bão đánh dạt vào đây, dân chúng có xuống giúp chúng tôi đưa hàng hóa lên bờ. Sau đó thì viên ngọc biến mất. Sao quan không nghĩ là lính của quan lấy mà đổ thừa cho dân? Lính tôi lấy tôi biết ngay, vì chúng có chỗ nào giấu ngồi chiếc thuyền. Ngọc sáng lắm không giấu được. Ngọc có đặc tính gì nữa không? Có, khi cầm trên bàn tay thì rất nhẹ, nhưng khi ra khỏi bàn tay nó nặng cả 100 cân. Nặng cả 100 cân, ai lấy được? Hoàng giúp tôi, mất ngọc là mất luôn cái đầu tôi. Được, tôi sẽ cố gắng. Biểu Hoàng ít tiền trà nước, xong việc sẽ còn nữa. Được, tôi về đây, cứ an tâm mà ngủ. Sao Hoàng hứa chắc vậy? Đưa ta đến từng nhà, ta phát chẩn cho hết hộp tiền này. Mình sẽ nhân dịp này quan sát khắp làng, không ai nghi. Cảm ơn Hoàng. Đại quan trông xấu xí mà tốt bụng ghê. Hừ, đừng khen thì tốt hơn. Anh này bị sao vậy? Bẩm con chèo đò bị gãy chân. Lạ chưa, chèo đò bị chết chìm chứ sao lại bị gãy chân. Hôm qua con chở ông Hoàng phó sứ tàu qua sông. Đừng có xưng con, tổn thọ ta. Không ngờ khi ông ta vừa bước xuống đò, đò chìm ngay, con té và phải hòn đá. Cứ y như là ổng đeo cục sắt nặng 100 cân. Ha, cục sắt 100 cân hay là... Thầy ơi, thầy ơi. Thầy học thuốc, thầy có biết trong cơ thể người ta chỗ nào giấu được một món gì không ạ? Thường thì người ta nuốt vào bụng sau đó đi tiêu ra. Cũng có khi người ta rạch đùi hoặc mòng để giấu đồ, vì những chỗ ấy chỉ có thiệt không nguy hiểm. À, vậy là con đoán ra rồi. Tổ chức một bữa tiệc đãi các quan tàu trên Cù Lao giữa sông, làm một cây cầu khỉ để qua Cù Lao. Tôi sẽ tìm ra thủ phạm. Nhớ là làm cầu bằng cây nhỏ nhưng đủ sức chịu một người. Hứ, ruột gan rối như tờ vò mà còn tiệc với ăn. Nhưng thôi, ta sẽ tới. Chào mừng các đại quan. Vì cầu nhỏ xin bước qua từng người. Mời Quan chánh sứ qua trước. Vãi hà bá, đừng có kéo ta xuống. Phì, lát nữa ăn no sao về được đây. Mời Quan phó sứ. Quan phó bị đau chân chưa đến kịp. Đau chân, cớ gì đau chân? Ha ha. Từng người bước qua. Tớ béo thế này cậu chịu nổi không? Bảo đảm dưới 100 cân sẽ an toàn. Hay thiệt, cây nhỏ thế mà không gãy. Quan phó sứ đến. Chân ta đau sao qua cầu được? Tôi nghe bên Quý Quốc có nhiều độc cước đại hiệp lắm mà. Chẳng hạn như ông Lý Thiết Quả trong Bát Tiên ấy. Hừ, tự ái gia tộc, đi. Cố lên đại quan, cố lên. Rắc. Ẩm. Cứu đại quan. Phù, cầu khỉ như con khỉ. Cái cầu này chịu được các chú lính mập như cái lù kia. Thế mà nó không chịu được đại quan. Suy ra đại quan chắc phải nặng gần 200 cân. Ta ốm nhách thế này mà bảo 200 cân. Một mình ngài thì nhẹ, nhưng thêm viên ngọc cả 100 cân vào không nhẹ tí nào. Ngọc ở đâu? Trong người quan chứ đâu. Một là ở mông, hai là ở đùi. Ông nói gì kỳ vậy? Không tin đại quan cứ khám người ông ta sẽ thấy. Tin tôi đi, tôi nói sai nhảy xuống sông liền. Cởi áo. Cởi cái này. Không mắc cỡ chết, chúng nó nhồm kìa. Chúng mày nhắm mắt lại. Rồi cởi. Có gì đâu, tôi bị thương mà. Cởi băng ra luôn. Ác vừa thôi chứ. Pép. Phụt. À, viên ngọc. Đau quá, ác quá. Ông tài quá nhỉ, sao ông biết ông ấy giấu ngọc trong đùi? Thì quan bảo khi ra khỏi lòng bàn tay ngọc sẽ nặng 100 cân. Bởi quan phó giấu ngọc trong đùi nên trọng lượng cơ thể của quan tăng thêm cả 100 cân. Tôi chỉ cho làm cầu có sức chịu dưới 100 cân. Ai qua cũng được, quan phó qua thì cầu gãy, thế là biết ngay. Ông tài lắm, bái phục. Xin biếu ông số vàng này gọi là đền ơn. Còn một chuyện nữa, quan không làm tôi sẽ kiện đến tử cấm thành luôn. Chuyện gì? Xin lỗi dân chúng. Quan phó lấy ngọc mà ngài đổ cho dân, đụng chạm danh dự. Chà, xin lỗi thì còn gì mặt mũi. Không xin lỗi, hắn kiện, mệt dữ. Được, tập trung dằn lại cho ta xin lỗi. Ta thành thật xin lỗi các vị. Không có chi. Trả áo lại cho chú đây. Trời, các cục ngủ rồi sao ta mặc được nữa. Chú quay về đi, chúng tôi tiếp tục. Cho tôi đi theo với. Nơi đây không nhận những người có vợ con đùn đè. Thằng Quỳnh nói đúng đấy, chú không thể bỏ vợ. Chú về đi. Lại về với Liễu Gốc Đa. Hít. Ai mua chim, đủ loại chim đây. Chim sáo, chim đa đa, chim chèo bẻo, chim nào cũng có. Con chào màu này bao nhiêu? Ê, hỏi giá rồi sao không mua? Nói thách tận trời, mua sao nổi. Tao chưa mở hàng mà. Chưa mở kệ ông, ai bảo nói thách cho cố. Trác, vút. Ông này buôn bán gì mà hung dữ quá. Sao chú không quýnh lại cho ổng chưa? Muốn quýnh lắm chứ, nhưng... Đó có rau, đây không sợ lắm. Nếu có dịp, chú quýnh không? Quýnh liền, lão hay đánh người lắm, nhưng chẳng ai dám làm gì lão. Vậy thì phải cho ổng bài học. Mua gì không? Không mua thì xéo. Cháu mua con đa đa này. Cầm hộ cháu, cháu lựa con nữa. Cháu mua con chèo béo này. Cầm hộ cháu, cháu lựa con nữa. Trong lòng này không còn con nào cháu thích. Ê, đóng cửa chuồng lại nhỏ. Thằng khỉ. Chuồng này cũng chẳng có con nào vừa ý. Không mua nữa. Đóng cửa chuồng. Nhỏ, còn 2 con này. Không mua luôn. Tao bẻ cổ mày. Cháu đứng đây chú cứ đánh. Gừ. Coi chừng 2 cái cửa lồng chim chưa khóa. Hừ hừ. Buông ra thì 2 con chim này bay. Bước đi thì 2 cái lồng không còn con nào. Ha ha, giờ thì tôi tha hồ quýnh. Ha ha. Ha ha. Thằng khỉ con kia, đóng 2 cái lồng chim cho tao. Sao mày thích ghẹo người ta quá vậy? Con đâu có ghẹo, con ghét mấy người hung dữ thôi ạ. Có ngày mềm xương đấy con ạ. Hi hi, té rồi. Có hội gì thì phải. Quýnh, chạy mất tiêu rồi. Hội gì vậy thưa bác? Phú ông Diễm mừng đại thắng cháu đích tôn của ông đấy. Ông ấy bày trò chơi này, ai thắng được thưởng 10 đồng đấy. Tới phiên thằng cói. Ê, trời mẹ ơi, lũng đất chưa? Trò gì kỳ vậy thưa bác? Cưỡi thú chui qua cây gậy đó. Từ sáng đến giờ chưa ai chui qua được, nó thấp quá. Thằng cói xin thi lại. Cho phép. cộp. Con ngựa đần quá, tao bảo cúi xuống chút nữa mà không nghe. Tới phiên cậu ta cưỡi lừa. Cộp. Ui da, đau quá. Ngồi xuống tớ kéo găng lại cho. Ráng chịu đau chút. Rắc. Wow. Đồ trời đánh. Trả ơn kiểu ấy hả? Thì xin lỗi, đau quá hóa khùng. Chui không được mà cứ cố chui. May là chưa gãy cổ. Làm gì mà ham tiền dữ vậy? Mẹ đau không có tiền nên làm đại chứ có biết cưỡi ngựa đâu. Mặc dù có biết cưỡi cũng chẳng chui qua được cây tre đó. Phú ông Diễm bày trò vui chứ có ai chui qua được đâu. Từ sáng đến giờ có cả chục người gãy chân rồi đó. Thế mà ai cũng ham. Để ta lấy 10 đồng cho cậu. Biết cưỡi ngựa không đấy? Chưa hề cưỡi lần nào. Tới phiên thằng Quỳnh ở làng bên. Hả? Nhanh lên chút đi. Qua rồi còn thừa cả đoạn đây. Ai cho mày cưỡi lợn? Thưa ông, trên bản quy ước cháu có thấy điều nào cấm cưỡi lợn đâu ạ? Ông chỉ ghi cưỡi thú chui rào. Lợn cũng là thú ạ? Ồ, thế mà mình không nghĩ ra. Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cưỡi ngựa cưỡi lừa thôi. Thưởng cho nó đi. 10 đồng này thằng ranh. Dẹp trò chơi. Chúng nó súng nhau cưỡi lợn tàu sạch túi. À, ông Phú bày trò gạt chúng tôi. Đèn cái chân cho tôi. Đèn cái mũi cho tôi. Tiền đây cậu cầm lấy. Cảm ơn cậu, tớ về đây. Úi cha mẹ ơi. Mừng quá, quên cái chân đau. Hì hì, tớ cõng cậu về. Nói thật đừng giận nha. Mới nhìn cậu thấy ghét lắm. Mặt mày khó ưa, tay chân như khỉ. Thôi tả nhiều đó đủ rồi. Tuy bề ngoài xấu xí nhưng trong ruột rất tốt. Khỏi nhiều đó à. Có tiền chưa? Ta đợi lâu quá rồi. Có tiền rồi ạ. Đưa ta 5 đồng ta đưa thuốc. Dạ đây ạ. Khoan, thuốc tiền hay sao mà đắt thế? Kém thuốc tiền một chút thôi, xem đi. Ối dào, thuốc này thầy Luyến tặng không trả lấy tiền. Sao vừa thôi ông. Đừng thèm mua, để tớ mời thầy tớ. Ông nào tới đây giành mối, ta ăn thua đủ. Nhanh lên thầy ơi. Thầy thuốc thành thầy Võ hồi nào vậy? Mối của ta, ai giành ta không tha. Tôi không giành, nhưng đây là chỗ người quen. Vả lại họ rất nghèo. Nghèo mà dám bệnh à? Thôi không nói nhiều, đi đi. Không, thầy Luyến giỏi hơn, để thầy chữa. Sao mày biết ổng giỏi hơn tao? Thằng Quỳnh quảng cáo. Quảng cáo xạo không tin. Không tin thì thử tài. Thử thì thử. Tao không thích làm chuyện này. Vì đại nghĩa mà thưa thầy. Ừ thì thử, nhưng thử thế nào? Thì chăm cứu. Hai thầy bịt mắt rồi chăm cứu. Được, nhưng chăm ai? Quỳnh nằm xuống. Qua, gậy ta đập lưng ta. À, tự dưng bày trò làm chi? Lát nữa biết tài tớ. Mỗi người phải chầm trúng 3 huyệt trên người thằng Quỳnh. Chặt một huyệt xem như thua. Bắt đầu. Cha mẹ ơi, hai ông 6 mũi chịu sao nói. Qua, qua. Sao nó không la nữa vậy? Xỉu rồi còn ai nữa mà la. Đủ 3 mũi rồi, tháo khăn ra. Ô hô, tôi chầm trúng 3 huyệt luôn. Ông cũng chầm trúng 3 chỗ, nhưng là 3 chỗ khác không phải huyệt. Bái phục, tôi xin cứu. Để ta xem mạch cho mẹ cháu. Ta không lấy xu nào đâu, đừng lo. Ta biết bệnh rồi, mẹ cháu sẽ khỏi. Thầy ơi, Quỳnh không chịu tỉnh. Nó chưa tỉnh thì con ăn luôn cái bánh dày kia đi. Đừng ăn, phần của tớ.